Chuyện cư sĩ Trương Tịnh Giang niệm Phật. Trương Tịnh Giang kế nhiệm Tôn Trung Sơn, trở thành vị chủ tịch Quốc dân đảng thứ hai của đất nước Trung Hoa. Đầu năm 1932, bùng nổ biến cố ngày 28 tháng 1, Nhật Bản tiến sang xâm chiếm Thượng Hải, lửa đạn suốt ngày này sang ngày khác, người chết, người bị thương khắp nơi. Tịnh Giang, ông ăn nhiều một chút. Ông bị làm sao vậy? Tôi quyết tâm từ hôm nay bắt đầu ăn chay niệm Phật để bày tỏ lòng thương tiếc đối với đồng bào tử nạn. Từ nay về sau cũng không sát sanh nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Năm 1935, ông viết thư cho Ấn Quang Đại Sư, thỉnh giáo việc niệm Phật dụng công. Tịnh Giang, có hồi thư đáp của Ấn Quang Đại Sư, ông mau đọc xem trong thư viết những gì. Pháp Sư nói, ông đã niệm Phật được vài năm rồi, biết được mục đích cuối cùng của việc niệm Phật là gì không? Là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì ra là như vậy. Pháp Sư còn nói, ngồi thuyền qua biển giữa sức của thuyền, giảng sanh dựa vào Phật lực, lực của A-di-đà Phật. Bất kể công phu cạn hay sâu, công đức lớn hay nhỏ, chỉ cần nương theo nguyện lực của Phật, người người đều có thể giảng sanh cực lạc, giảng sanh Tây Phương rốt cuộc dễ dàng như vậy. Cả nhà Trương Tịnh Giang sang New York, Mỹ Quốc định cư. Về già, đôi mắt của ông không nhìn thấy nữa, nhưng ông lại càng chăm chỉ nỗ lực niệm Phật. Ngày 3 tháng 9 năm 1950, ông lâm bệnh tại Thế Tư Gia, an tượng mà giảng sanh Tây Phương. Khi ấy, người nhà của ông nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng từ trong phòng xuyên qua. Mọi người đều bị tướng đoan nghiêm ấy làm cho mê mẩn đến ngây người. Sau đó, chuyện Trương Tịnh Giang giảng sanh được ghi chép lại trong sách Chấn Cứ Công Về Tây Phương. Đời Trương Tịnh Giang có rất nhiều chuyện kỳ đặc sắc. Thời trẻ, ông nỗ lực kiến tạo, tịnh độ nhân gian, nguyện vọng tuy tốt đẹp, nhưng vô phương thực hiện. Sau này, ông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Những năm cuối đời, ông một lòng niệm Phật. Cuối cùng, ông cũng giảng sanh Tây Phương tịnh thổ, từ dân quốc kỳ nhân cho đến Tây Phương thánh chúng. Trương Tịnh Giang đã viết nên một kỳ tích nhân sinh tốt đẹp nhất và huy hoàng nhất. Nam mô A
Phật.